màn hình thì bé Thi với bé Thư thích coi cái màn hình nào trước, chị sẽ mời mở bên trong. Dạ, em muốn khám phá điện thoại của bạn số 4. Số 4. À, cái anh đen thui này hả? Không có đen thui, người ta chụp bầu trời. Bầu trời. Bầu trời lúc 4 giờ sáng. Chỉ có hai màn hình thôi. Hai màn hình. Dạ. Không có thấy chơi game gì hết. Không biết là trong hai bạn nữ gu âm nhạc của các bạn như thế nào. Thư thì không có yêu thích thể loại nhạc nào hết ấy, mình cũng thấy bài nào hay là mình nghe thôi. Vậy kêu bạn đó mở cái album nhạc coi có đồng điệu không? Dạ. Cô Khánh Ly hả? Dạ không, nhạc không lời ạ. Cái list yêu thích của bạn đâu? Dạ. Bài nhạc không lời thôi. Anh chàng này làm như mê nhạc Trịnh ha. Dạ, em thì em thường nghe nhạc Trịnh và có thể nói là nhạc Trịnh thì nuôi lớn con người em luôn rồi. Wow. Dạ. Em nghe em cảm thấy như thế nào? Dạ, cái lời trong nhạc Trịnh nó sâu sắc tới mức mà khi mình nghe mình có thể hình dung một cái gì đó. Anh thì anh nghĩ là cái nhạc của bác hay ở cái chỗ là ở mỗi cái độ tuổi chúng ta sẽ hiểu một cái khác nhau. Bạn này khá là sâu sắc. Dạ, em thấy bạn số 4 là hợp gu của em. À, đúng rồi. Dạ, tại vì em người miền Tây thì em thích cái nhạc dân ca bolero. Với lại nhạc của bác Trịnh thì em thích bài Diễm Xưa với Còn Tuổi Nào Cho Em. Khá là đúng gu luôn. Hai bài mà mình thường xuyên hát nhất, mình cứ rảnh rỗi ra thì mình rêu rao giai điệu của những bài đó. Cảm ơn bạn vì đã cùng gu với mình. Ở dưới là cũng là nhạc Trịnh nha. Như dạ. Cánh vạt bay hạ trắng luôn. Dạ, toàn một album này tất cả đều là nhạc Trịnh. Em có nghe cái nhạc nào khác ngoài nhạc Trịnh không em? Thỉnh thoảng để thay đổi cảm xúc của mình cho nó tích cực hơn, ví dụ mình tìm một niềm cảm hứng nào mới trong cuộc sống thì em sẽ nghe nhạc Âu Mỹ, những bài thể loại nó sôi động hơn một tí để cho cảm giác con người mình nó tươi tắn hơn, chứ nó không có bị một màu, nó cứ buồn buồn hoặc là ủ rũ hoài đó anh. Vậy hả? Hai bạn nữ mình có thích đi du lịch ở đâu không nha? Chắc chưa tìm được cái điểm mà mình ấn tượng, nhưng mà kiểu em vẫn thích biển, bạn thích đi du lịch đó, thì không biết là bạn có thích đi Đà Lạt không nhỉ? Đà Lạt là tủ luôn nha. Mình là hướng dẫn viên du lịch Đà Lạt luôn nha. Bây giờ em thử hướng dẫn cho anh nè. Anh chưa biết Đà Lạt có chỗ nào thú vị. Anh thì không thích thành phố trung tâm. Anh muốn có một cái nơi nào đó nó thật là buồn. Tại vì anh tới Đà Lạt là anh muốn cái cảm giác buồn. Thì em hướng dẫn cho anh đi. Dạ thì ở Đà Lạt nó vẫn có những khu rất là tách biệt với lại trung tâm thành phố. Ví dụ đó là một cái quán cà phê nằm trên một ngọn đồi. Chúng ta không được xài điện thoại di động, chúng ta không được nói chuyện ồn ào, chúng ta không được đi quá nhiều người. Và vợ chồng có một cái điều đặc biệt là sẽ có một bà cụ, cụ hát cho chúng ta nghe. Cái giọng nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó quá là sâu sắc. Cái quán cà phê nằm ở đâu? Ngay trung tâm hay là? Đừng nói, đi. Em muốn đi. Đi chi? Cái này em chỉ dẫn một trong hai bạn đúng nữ rồi. Đi thôi. Đúng rồi. Em muốn dẫn hai bạn nữ đúng không? Đúng anh rồi. Anh sẽ nói ra đó, anh không nói vô đâu. Không, chị nói vô cho em. Dạ. Số 4 ơi, nhà bạn có bao nhiêu anh em? Dạ, em là con một. Con trai một và gia đình có áp lực dâu phải sao em? À, dạ không, cái vấn đề về chuyện người con gái của em thì ba mẹ để, ngay cả công việc của em thì bây giờ ba mẹ em cũng để cho em tự quyết định, em tự lựa chọn con đường của mình. Miễn là em ý thức được nó là tốt. Ngon lành. Mời bạn số 2 cho chị xem màn hình nè. Màu xanh đẹp quá. Ghi chú em có ghi gì không? Gym nè, bạn này quan tâm đến sức khỏe nè. Ủa em giỏi toán lắm hả? Không, cái này là có em gái em thi học đại học nên là em mua sách. À, là bạn này có em gái. Trên cùng là cái gì vậy? Gần đây thì em có làm thêm vào buổi tối, làm cho trợ lý cho một bác sĩ người Hàn Quốc. Đây là list lại những cái bài thì mình chưa có học rõ về tiếng Anh nên là mình list lại để mình biết. Dạ, em có vẻ là ham học hỏi rồi ham làm việc ha. Hình ảnh đi. Lý do có hình gái quá trời dưới. Dạ, cái này là lần gần nhất mà em ở quê thì là tổ chức sinh nhật á. Đây là anh em họ hàng trong nhà. À. À, đó là anh em họ hàng trong nhà. Gia đình em mấy người nhỉ? Dạ, có một chị gái thôi. Cái cô áo đen là ai? Không biết là mấy bạn nữ có thường tổ chức sinh nhật cho người thân không? Anh quan tâm tới em họ của em chút mà em không trả lời anh buồn quá. Dạ, đấy là vừa nãy em nói là em gái em thi đại học đó, anh em mua sách cho bé mới thi đại học. Là bé áo đen đó hả? Áo đen dạ, thi đại học. Đúng rồi, áo đen. Anh có nhu cầu mua sách không anh Vinh? Em đang bán sách kìa. Hỏi hai em kìa, Thi trả lời. Thi muốn tổ chức nhưng mà do là cái điều kiện là ở xa quá cho nên là không có dành thời gian được tổ chức cho người thân. Em Thư thì sao? Thư thì do em cũng là ở xa ba mẹ nên chỉ nói chung là sinh nhật thì mình cũng chỉ gọi điện được thôi chứ cũng không thể nào mà tổ chức được. Em cái mâm gì mà linh đình quá. Cái gì vậy? Bánh hỏi, thịt heo quay. Dạ, bánh tráng cuốn, thịt heo. Lướt qua cái nữa nè. Ý, cái gì nữa vậy? Giờ này mà đưa mấy cái này ra thiệt. Thoát luôn đi em. Cái ghẹo em á, em cứ việc đưa hình ảnh ra nha. Đây là mẹ em à. Dễ thương quá à. Mẹ khó tính không em? Nói chung mẹ rất là thương em. Kiểu như em là idol của mẹ vậy á. Nếu như mà người mẹ thương con quá thì có khả năng là có nhiều người là họ ganh tị với con dâu đó nha. Em thấy hợp thì chắc là mẹ sẽ hợp. Có bao giờ em hỏi mẹ là mẹ muốn một cô con dâu như thế nào không? Khoảng gần 2 năm nay thì em không có quen ai hết. Thì mẹ cũng có hỏi là tại sao lại không quen ai. Em kêu là để em lo sự nghiệp cái đã.
để kiếm được một con dâu phù hợp. Bây giờ em nói với mẹ thôi, để em tham gia chương trình này xong rồi kiếm một cô đem về ha. Dạ. Rồi mời màn hình bảng số 1 đi. Cũng là chiếc xe, trên đó có cái app vé xe rẻ. Bộ em hay đi đâu lắm hả? Dạ, do là công việc đi diễn nên em hay đi tỉnh nên em tải cái này về do dễ bút xe này nọ. Cho mình hỏi là ở Việt Nam thì hai bạn nữ thích đi đâu nhất hả? Thi thích đi Đà Lạt. Thi thích đi Đà Lạt. Thư thích đi Đà Nẵng. Không, em thích biển. Em thích biển. Biển Đà Nẵng là biển. Biển nào à? Biển nào đẹp là em thích thôi à? Ở biển đẹp là thích. Bạn có hay đi diễn ở những cái vùng có biển không? Dạ có à. Ờ, khi nào đi rồi dẫn người yêu đi chung được không? Dạ cái đó là chắc chắn rồi. Hồi bạn có hay đi du lịch bằng xe máy không? Em cũng ít nhưng mà em cũng thích cảm giác đi du lịch bằng xe máy. Quãng đường mà anh đi dài nhất thì là bao nhiêu? Quãng đường đi dài nhất là chỉ có 300 cây à. Cho xem màn hình của bạn số 3 đi à. Đi làm đó ha. Dạ. Cái gì đây? Em chụp cái này là chụp sao? Là chụp con cho đường, con đường cho khách coi. Dạ. Chụp cái dụ như báo là đường 3m, 6m trên 12m. Đúng rồi, hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi, dạ. Ví dụ. Anh đang cần một cái nhà, ví dụ nhà hẻm xe hơi đi. Em sẽ nói gì với cái công việc của em? Chiều ngang như vậy như em? Dạ ngang 3m2, dài 10m, nở hậu 3m8. Giá sao em? Vì nó là mặt tiền thục cho nên giá rất là rẻ chị. Mà thương lượng chính chủ hay là phải là thương lượng chính chủ à? Dạ, giấy tờ sao em? Sổ hồng riêng, công chứng sang tên liền. Bạn này nói chuyện vẫn rất là chân thành như là bạn nói chuyện bình thường ha. Nhưng mà bán, nếu mà em buôn bán mà nói chuyện chân thành vậy á, nhiều khi nó là cái nét hay, người ta sẽ tin, rất là tin. Cứ giữ mộc mạc như vậy nha em. Dạ dạ, cho anh được hỏi cái quan điểm tình yêu của hai em là như thế nào và cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào? Yêu thì hiểu nha, biết quan tâm, biết chia sẻ và biết lắng nghe là đã yêu thôi. Dạ được rồi. Còn bản Thư em thì chiều cao là từ tầm 1m75 đến 1m8. Còn về tính cách thì em cũng muốn một người mà gọi là biết quan tâm, chia sẻ với em. Em đặc biệt lưu ý vô vấn đề là hai bên phải tôn trọng nhau. Anh mang giày độn lên 5-7cm nữa để 1m75 thì em có chịu không? Em nói vậy thôi chứ còn trước giờ em cũng chưa được tìm được ai tầm đó hết á. Ví dụ như có cái người mà đạt được cái tính tình mà em thích mà người ta có 1m65 thôi thì em có chịu không? Trong khi cái anh 1m75 đó thì ảnh này không giống vậy. Em ưu tiên cái nào? Chắc là 1m65. Em chọn cái tính đúng không? Dạ. Ừ, quan trọng là tính thôi bạn ơi. Dạ, nãy giờ trong em chảy mồ hôi nhiều lắm. Nãy giờ tâm sự rồi, coi màn hình rồi, ấn tượng với ai? Suy nghĩ nha. Trong lúc hai đứa em tôi suy nghĩ, mời giải lao trong vòng ít phút. Tần số tình yêu và sau vài phút giải lao thì hai bạn đã có quyết định ấn tượng với ai và giữ lại người đó. Mời Thi. Em có ấn tượng với bạn số 4. Mời giữ đèn của số 4. Mời Thư. Để mà đưa ra một quyết định thì cũng là khó, nhưng mà trong bốn anh người mà em ấn tượng nhất là anh số 1. Giữ lại anh số 1. Các bạn nữ ở đây giữ số mấy ạ? Mời giữ lại số 3. Vậy là mời gặp gỡ anh số 2. Chia tay đầy tiếc nuối lần một, ngại nói lời yêu nên đành lỡ hẹn lần hai. Anh từng tự nhủ rằng sau tất cả, ai rồi cũng có cơ hội trở thành nam chính duy nhất của một cô gái nào đó trong cuộc đời này. Nhưng có vẻ như vì đạo diễn khó tính vẫn tiếp tục muốn thử thách anh rồi đây. Do chưa tìm được nữ chính hay là do anh chưa đủ nhân duyên? Nhìn thấy giống kỹ sư xây dựng, à, thấy dễ thương nghệ sĩ. Ngưỡng mộ anh là anh có thể tâm sự được với mẹ rất là nhiều. Em cũng có tâm sự với mẹ nhưng mà mỗi lần tâm sự á là mẹ hay la em á, cảm giác cái em hơi buồn. Có thể là hai thế hệ khác nhau nhưng mà tâm sự được như vậy là quá hạnh phúc rồi. Không được giữ lại với hai bạn này nhưng còn rất nhiều vệ tinh xung quanh. Mình có một câu nói là ai thì cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc, nên là chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình trong chương trình ngày hôm nay. Chúc em thành công trên con đường lựa chọn xây dựng của em nha. Cảm ơn em.